Alo anh em ơi, chào mừng anh em đến với kênh channel của LVT Official. Hôm nay anh em sẽ được chiêm nghiệm một nhân vật mà có thể nói đỉnh có chóp, đến từ một nhân vật ngũ độc, thanh độc, siêu bá đạo, sở hữu một set đồ mà có thể nói là siêu hiếm. Một set đồ có 102 tại Võ Lâm Trường Kỳ 1 và tại server của Công Thần Chiến.us, một server đồ xanh hoặc kim môn phái dành cho người đi làm. Ok, chúng ta vào vấn đề chính thôi nào. Anh em đang nhìn thấy một cao thủ thanh độc, ngũ độc tầng trưởng môn, mang trên mình cây huyền thiết kiếm. Rất là uy phong lẫm liệt đúng mọi người. Dưới ánh trăng huyền ảo thì cao thủ thanh độc đang đứng sừng sững. Và hôm nay chúng ta sẽ được đi sâu chiêm ngưỡng về set đồ cũng như là bộ kỹ năng và tiềm năng của cao thủ này. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là sách vở của cao thủ này đang sử dụng là Tẩy Tủy Kinh Mắt và Lâm Mật Tịch Mắt. Đó, bắn cục phục nguyệt, bắn cống nguyệt, bắn tét, bắn chân rồi tẩy đều mắc hết nha mọi người nha, đều mắc hết chỉ số cho phép. Và Lâm Mật Tịch quyển 2 thì mới ăn được 2 quyển trên 5 thôi. Nói chung là chỉ số rất là đẹp, full off luôn. Đây, điểm tìm kỹ năng đây mọi người ạ. Đây là bảng kháng kỹ năng tiềm năng, chúng ta thấy một bảng kỹ năng và tiềm năng xưa nay hiếm không đúng không mọi người? Anh em hãy bình luận bên dưới nha mọi người nha. Thấy không? Phòng thủ 75 cộng 1, kháng băng là 72, kháng lôi 75 và kháng hỏa 67, kháng độc là 75 cộng 2. Bảng kháng rất là tuyệt vời, lực tay rất là cao mọi người. Ở server này thì ngũ độc trưởng lực tay rất là cao, cao tuyệt đỉnh luôn. Và bây giờ chúng ta đi sâu vào set đồ nha mọi người nha. Một set đồ mà có thể nói là xịn sò nhất tại server. Có 102 luôn mọi người ạ. Một cây huyền thiết kiếm. 25, 40, sinh khí 20, sinh lực 149. Rất là tuyệt đẹp cho cây vũ khí lấy hiệu ứng và lấy kháng. Rất là đẹp luôn. Tiếp đến là chơi truyền mắc binh luôn mọi người ạ. Khái cả 24, vòng thuộc lý 25. Nội lực, sinh lực, kháng độc, nón 20-33, mắc binh luôn. Độc xét nội 26. Nói chung xét đồ thì khỏi phải chê vào đâu luôn mọi người ạ. Thời gian phục hồi 58, 3, cộng 3, cộng 3. Đại lực u lung, kỹ năng cộng 3, thời gian làm chậm, thời gian choáng. Phòng thủ lý mắc binh. Nói chung là nhồi đôi giày luôn. Đôi giày này thì tốc độ thêm 2% nữa, tuyệt đẹp. Bùa vạn độc thực tâm cộng 3, thời gian độc phát 20%, mắc binh luôn. Ngựa phiên vũ kháng tất cả sinh lực. Ngọc bộ hiệp cốt cũng mắc binh luôn. Cái này cũng mắc binh và mắc binh. Cái gì cũng mắc binh đến mọi người ạ. Thực sự một set đồ mà có thể nói là đỉnh có chóp thật luôn mọi người ạ. Ngũ độc tân trưởng môn nè, một danh hiệu mà có thể nói đứng đầu của ngũ độc phái mà nhiều cao thủ hằng mơ ước mọi người ạ. Với một bản kháng kháng độc cỡ này, một set đồ siêu châu như thế này thì đúng thật là đúng là xứng danh với danh hiệu là ngũ độc tân trưởng môn mọi người ạ. Nhưng nói chung thì cũng phải có trình độ BK thì mới lên được chức vụ ngũ độc tân trưởng môn. Tại vì đánh ngũ độc thì chúng ta biết rồi, ăn nhau là độc mọi người ạ. Rút độc rất là nhanh. Ai mà có giải độc nhiều người chiến thắng đó mọi người ạ. Quả là một nhân vật ngũ độc siêu bá đạo đúng không anh em? Để có được set đồ này thì cao thủ này đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ thử thách, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới có được đó mọi người. Không phải dễ dàng gì mà có những cái set đồ mà có 102 này đâu. Rồi anh em nào có nhận xét gì về set đồ này thì anh em hãy bình luận bên dưới nha mọi người. Tại vì cũng thấy rất là nhiều anh em muốn lên muốn nói mình làm về cao thủ ngũ độc, để cho anh em xem là cách phối đồ cũng như là cách của lên đồ của ngũ độc trưởng như thế nào. Ấn tầng trưởng môn. Đây là cái trang sức sinh khí cộng 5. Đây là chứng phái 36. Và đây là kỹ năng ngũ độc trưởng 27. Rất là ghê gớm đúng không mọi người? Rồi nếu anh em nào thích chơi tại server này thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình nha mọi người nha.
Rồi anh em còn chần chừ nữa, hãy bấm like và đăng ký và chia sẻ video này để cảm ơn chú ạc này đã đưa vào thế giới võ lâm một cầu thủ ngũ độc siêu bá đạo này nhé mọi người nha. Và nhớ luôn theo dõi kênh của mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về tựa game võ lâm truyền kỳ 1 này nhé anh em. Rồi bye bye anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video soi đồ những cao thủ tân trưởng môn khác tại server của công thành chiến.us nha mọi người. Rồi bye bye anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.